Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút sáng thứ bảy ngày 20 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ngày 19 tháng 4, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét đề nghị việc điều chỉnh nghị quyết số 06 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết 06, tỉnh Lào Cai đã chuyển nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh với tổng số tiền là 32 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ phát triển du lịch. Đến hết quý 1, toàn tỉnh đã giải ngân được gần 30 tỷ đồng với 318 khách hàng được vay vốn. Đối với chính sách hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ đội văn nghệ dân gian tại điểm du lịch trong 2 năm 2022-2023 đã giải ngân được 975 triệu đồng trong tổng số 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với chính sách hỗ trợ vay vốn đầu tư điểm du lịch, việc triển khai gặp nhiều khó khăn do người vay không đủ điều kiện vay vốn như thiếu hồ sơ pháp lý về đất đai xây dựng, tài sản đảm bảo định giá thấp hoặc không có tài sản đảm bảo đủ điều kiện vay vốn. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh đề nghị Sở Du lịch chủ trì phối hợp với các địa phương, rà soát đánh giá cụ thể, đưa ra những vướng mắc bất cập để kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh tại kỳ họp giữa năm, đảm bảo nghị quyết 06 tiếp tục đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần phát triển du lịch cộng đồng. Ngày 19 tháng 4 tại xã Bảo Nhai, Ban chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm huyện Bắc Hà tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tháng hành động tập trung vào các nội dung như đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn chất lượng, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh. Tại lễ phát động, đại diện một số cơ sở sản xuất trên địa bàn đã ký bản giao ước chung tay hành động vì an toàn thực phẩm. Ngày 19 tháng 4 tại trường Trung học cơ sở Kim Đồng, thị xã Sapa, Thư viện tỉnh phối hợp với ngành chức năng của thị xã Sapa tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc lần thứ 3 năm 2024 trong hệ thống thư viện, bảo tàng và nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh với chủ đề sách và khát vọng phát triển. Tham gia ngày hội, gần 1.000 em học sinh đến từ một số trường học trên địa bàn thị xã được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa và thú vị như rung chuông vàng, vẽ tranh theo sách, trải nghiệm đọc sách tại xe thư viện lưu động và gian trưng bày sách, qua đó mang đến những ấn tượng sâu sắc cũng như khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với mỗi người tham dự. Thông qua ngày hội sách và văn hóa đọc tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập. Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội với những tiện ích như thông tin nhanh, đa dạng, không giới hạn thời gian, không gian giao lưu, kết nối bạn bè. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng có những mặt trái, người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ, cần trang bị kiến thức, kỹ năng để làm chủ thông tin, phản ánh của phóng viên Thời sự. Thầy xin hướng dẫn cách chống liệt bằng tiếng Anh dù một chữ cắn làm đôi không biết. Cách làm như sau. Thầy bắt đầu từ cái mã đề này đi, thầy cho dễ nhìn nha. Thì 4 câu đầu tiên, các em điền tất đề, mình sẽ đúng được một con, hai con này, đấy. Có rất nhiều video như thế này xuất hiện trên mạng xã hội TikTok, được các em học sinh lớp 12 truyền tay nhau xem trong thời gian vừa qua. Dưới mỗi video, nhiều bình luận cho rằng đây là phương pháp hiệu quả, nhưng rõ ràng đây đều là những video có nội dung chưa được kiểm duyệt và chứa nhiều rủi ro. Những video đấy thì mình cũng không nên tin, tại vì những video ấy ảnh hưởng đến khả năng học tập của mình rất là nhiều. Mình nên chăm chỉ học tập chứ không nên là dựa vào những cái lụi như thế. Trên Facebook, YouTube, mỗi ngày cũng có nhiều bài viết, video, clip, hình ảnh chứa đựng nội dung không mang tính giáo dục. Nhiều người nổi tiếng KOL, YouTuber, TikToker có những hành động, phát ngôn không phù hợp, không chỉ tác động đến tư tưởng, lối sống, mạng xã hội còn trực tiếp khiến một số bạn trẻ trở thành nạn nhân của những hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo và bạo lực trên mạng.
Tại địa phương của em vào khoảng đầu năm 2023, có đoàn viên thanh niên sử dụng mạng xã hội bị lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản. Bản thân em là một nạn nhân của mạng xã hội, và người ta chỉ đem lại những câu nói mắng chửi với đến mình. Và họ cũng không hỏi mình là lý do tại sao, nguyên nhân tại sao dẫn đến câu chuyện như thế. Mình sẽ cảm thấy bị stress. Trang bị kiến thức, kỹ năng, phân biệt các thông tin tốt xấu, các nguồn thông tin chính thống và không chính thống chính là cách để các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả. Đồng thời, giới trẻ cũng cần phải ứng xử văn minh, lịch sự, tôn trọng người khác khi tham gia hoạt động trên mạng xã hội. Cân đối thời gian, dành nhiều thời gian cho học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến thức, phát triển bản thân. Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4, một công dân cư trú tại thôn Tân Tiến trong quá trình đi đào rối rừng đã bị đá đè tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Tần Phù Dê, sinh năm 1971. Vào thời điểm trên, khi đang đào rối rừng tại khu vực rừng Vầu, thôn Ná Đong, anh Dê bất ngờ bị đá đè lên dẫn đến tử vong tại hiện trường. Sau khi nhận được thông tin từ người dân, lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình tìm kiếm và đưa nạn nhân ra khỏi vị trí gặp nạn. Quá trình khám nghiệm ban đầu tại hiện trường không phát hiện dấu hiệu của tội phạm. Gia đình đã thực hiện cam kết và tiến hành mai táng nạn nhân theo phong tục của địa phương. Hội Phụ nữ huyện Bảo Yên phát động phong trào và tổ chức cuộc thi Cổng đẹp, rào xanh, vườn rau tốt giai đoạn 2024-2030. Phong trào được phát động đến tất cả các thôn bản, tổ dân phố và toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Bảo Yên. Phấn đấu trong năm 2024, mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất một mô hình điểm với sự tham gia của ít nhất 5 hộ dân. Có 20% số hộ gia đình đạt tiêu chí cổng đẹp, rào xanh, vườn rau tốt. Đến năm 2025, tăng hộ đạt tiêu chí lên 30% và đạt 65% vào năm 2030, tương đương với 13.800 hộ. Cùng với phong trào cổng đẹp, rào xanh, vườn rau tốt, Hội Phụ nữ các cấp huyện Bảo Yên tiếp tục duy trì cuộc vận động 503 sạch, nhà sạch vườn đẹp, ngõ văn minh, đường hoa phụ nữ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, chạy bộ đang trở thành một trong những trào lưu thể thao phổ biến hiện nay. Không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, chạy bộ còn là cách thư giãn tinh thần hiệu quả sau những giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, để đạt được lợi ích tối đa từ bộ môn này và phòng tránh chấn thương, việc thực hiện đúng kỹ thuật là vô cùng quan trọng. Trào lưu chạy bộ hiện nay được rất nhiều các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình và tham gia. Chạy bộ không chỉ giúp chúng ta có một sức khỏe tốt, không chỉ vì niềm đam mê mà chạy bộ còn giúp chúng ta khám phá được các giới hạn của bản thân. Tuy nhiên, để phòng tránh các chấn thương trong quá trình chạy bộ thì việc tìm hiểu về các phương pháp chạy bộ đúng cách là vô cùng quan trọng. Khi thực hiện bài tập chạy bộ thì chúng ta phải có những bài khởi động, ví dụ như là bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, đá lăng trước và đạp sau. Đấy là những cái kỹ thuật cơ bản nhất mà chúng ta cần phải thực hiện. Tư thế chạy bộ là chúng ta một số vận động viên không chuyên thì chúng ta sẽ bị hơi ngửa người ra phía sau, hoặc là chạy bước dài quá thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc là chấn thương lưng hoặc là đầu gối. Vì khi chúng ta chạy dài quá thì chúng ta không thể đặt nửa bàn chân trên được, và chúng ta sẽ phải là giữ cái trọng tâm trong cái trạng thái tốt nhất. Và đặc biệt là khi lưu ý các vận động viên chạy bộ phong trào thì chúng ta không nên nhìn quá gần và cũng không nên nhìn quá xa. Và chúng ta chỉ nhìn khoảng tầm 2-30 mét so với trước mặt mình. Phải chuẩn bị cho mình một tâm thế rất là tốt trong chạy bộ, và chúng ta phải biết khả năng của chúng ta là chúng ta nên chạy ở cự ly nào, khoảng cách bao nhiêu, và tốc độ nó cũng quy định cái năng lực của từng người. Sau khi chạy bộ là chúng ta phải có những bài tập căng cơ, ép dẻo, thả lỏng. Để mục đích là gì ạ? Để làm cho giãn các cơ sau khi thực hiện những bài tập. Một điều đặc biệt lớn hơn nữa đó là gì? Chúng ta không nên chạy bộ xong rồi chúng ta dừng luôn, mà chúng ta sẽ phải đi bộ 3-5 phút để cho trạng thái cơ thể chúng ta quay lại trở lại bình thường. Về trang phục cho chạy bộ thì chúng ta nên lựa chọn những trang phục nó không quá nặng và nó hút mồ hôi. Chúng ta nên, nếu như các bạn nào muốn tập chạy bộ, nên đầu tư cho chúng ta một đôi giày để đảm bảo về cái hạn chế chấn thương, chúng ta bảo về giấc ngủ trước khi chúng ta thực hiện những cái bài tập,
về chế độ dinh dưỡng, chúng ta phải đảm bảo về chế độ dinh dưỡng. Và sau khi tập luyện thì chúng ta phải nên bổ sung những cái dinh dưỡng phù hợp cho cơ thể, đặc biệt là nước, muối và những cái lượng calo cần thiết. Chạy bộ rất tốt cho sức khỏe nhưng cũng cần phải thực hiện đúng cách để phòng tránh chấn thương và mang lại hiệu quả tốt nhất. Hy vọng với việc tuân thủ các nguyên tắc trên, mỗi runner sẽ có một hành trình chạy bộ an toàn, hiệu quả và thú vị hơn. Chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức phát động chuỗi các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024 với sự tham gia của gần 30 làng công nghệ với gần 150 hoạt động được tổ chức xuyên suốt. Các hoạt động trọng tâm gồm diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao, cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối đầu tư, triển lãm giải pháp công nghệ đổi mới sáng tạo, đặc biệt là diễn ra các hội nghị quốc tế về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hội nghị thượng đỉnh công nghệ và kỳ lân châu Á. Năm 2024 là năm thứ 3 Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới Sáng tạo Thế giới, với mục tiêu tạo sức lan tỏa ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của các cơ quan tổ chức cộng đồng, kêu gọi các tổ chức cá nhân cùng chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Thông tấn xã Việt Nam vừa khai trương chuyên trang thông tin và trưng bày ảnh online 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại địa chỉ dienbienphu.vnanet.vn. Chuyên trang hội tụ thông tin đa dạng, chuyên sâu, có hệ thống bằng các loại hình, văn bản, truyền hình, đồ họa, megastory, podcast. Điểm nhấn của chuyên trang là không gian trưng bày trực tuyến 70 bức ảnh được chia thành hai chủ đề: chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu và Điện Biên cất cánh. Qua đó giúp công chúng có cái nhìn toàn cảnh về tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử cùng những thông tin được cập nhật liên tục hướng về Điện Biên với nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa. Mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai về việc phối hợp thực hiện các biện pháp để hạn chế voi rừng phá hàng rào điện và hạn chế xung đột giữa voi và người. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 40 vụ voi rừng quật ngã cây làm hư hỏng hàng rào điện. Cán bộ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai cho biết, thời gian qua, khu vực Nam Bộ nắng nóng kéo dài, tình trạng khô hạn khiến giảm sút nguồn thức ăn cho loài voi châu Á. Do đó, voi tìm cách đạp đổ hàng rào điện để vào dãy của người dân tìm thức ăn. Tỉnh Đồng Nai hiện có đàn voi khoảng 17 đến 18 cá thể. Nhiều năm qua, tình trạng xung đột giữa voi rừng và người dân ngày càng gay gắt khi voi liên tục kéo về phá hoa màu, tài sản của người dân. Trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia, ngày 19 tháng 4, Ngoại trưởng Trung Quốc đã tham dự cơ chế hợp tác và đối thoại cấp cao lần thứ tư giữa Indonesia-Trung Quốc. Phái đoàn cấp cao Indonesia và Trung Quốc đã thảo luận về các lĩnh vực hợp tác với tinh thần cởi mở, tìm hiểu điểm tương đồng và gạt bỏ những khác biệt nhằm thúc đẩy hợp tác hỗ trợ lẫn nhau. Bên cạnh việc nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế song phương cùng có lợi, đảm bảo giá trị thương mại ngày càng tăng và cân bằng hơn, hai bên đã tập trung thảo luận việc hợp tác dự án tàu cao tốc Jakarta-Surabaya. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn ở Indonesia. Năm ngoái, Indonesia đã tiếp nhận các khoản đầu tư với tổng trị giá lên tới 7,4 tỷ đô la từ Trung Quốc. Ngày 19 tháng 4, lực lượng không quân Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc diễn tập chung quy mô lớn nhằm nâng cao khả năng phát hiện và đáp trả các mối đe dọa trong mọi tình huống. Cuộc diễn tập được triển khai tại căn cứ không quân cách thủ đô Seoul 178 km về phía nam. Theo Không quân Hàn Quốc, cuộc tập trận nhằm tái khẳng định liên minh chặt chẽ giữa Seoul và Washington, đồng thời là cơ hội để nâng cao kỹ năng phối hợp tác chiến theo nhóm máy bay giữa hai bên. Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết, khoa mục huấn luyện chung giữa hai bên bao gồm việc phối hợp đánh chặn trên không, huấn luyện hỗ trợ trên không, bắn đạn thật, cũng như triển khai các khí tài quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc. Các cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên Huấn luyện bay Hàn Quốc diễn ra từ 12 tháng 4. Dự kiến kết thúc vào ngày 26 tháng 4 với sự tham gia của hơn 100 khí tài không quân của Hàn Quốc và Mỹ, trong đó có cả máy bay chiến đấu hiện đại F-35.
Ngày 19 tháng 4, công ty điện lực Tokyo của Nhật Bản đã bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Đợt xả lần này sẽ kéo dài đến ngày 7 tháng 5, với khoảng 7.800 tấn nước sẽ được xả ra biển. Trước khi xả nước, công ty điện lực Tokyo đảm bảo nồng độ phóng xạ đạt tiêu chuẩn an toàn đặt ra. Từ khi bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima vào tháng 8 năm ngoái, đến nay công ty điện lực Tokyo đã xả khoảng 31.200 tấn nước ra biển. Công ty có kế hoạch xả tổng cộng khoảng 54.600 tấn trong 7 đợt xả trong tài khóa hiện nay tính đến hết tháng 3 năm sau. Ít nhất 29 người đã bị thương khi một phà chở khách đi từ đảo Capri va chạm với cầu cảng trên vịnh Napoli vào ngày 19 tháng 4. Đảo Capri nằm ở phía nam Italia và là nơi đăng cai tổ chức hội nghị ngoại trưởng các nước G7 vừa kết thúc cùng ngày. Truyền thông địa phương cho biết vụ va chạm xảy ra trong quá trình phà cập cảng, được cho là do thời tiết xấu với gió to. Những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện địa phương điều trị, nhưng hầu hết chỉ bị thương nhẹ, trừ duy nhất một người bị thương nặng. Hiện chưa rõ danh tính của những người này và cũng chưa biết có ai trong số họ vừa tham dự hội nghị ngoại trưởng G7 trên đảo Capri hay không. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.